tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của Hyundai Getz 1.1. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon, một thương hiệu mới của công ty HCC tại Hàn Quốc. Về nguyên vật liệu của sản phẩm thì như em cũng đã nói trong rất là nhiều những cái video trước thì để sản xuất ra cái dàn sưởi này, nguyên vật liệu chính của nó gần như là 100% là hợp kim nhôm cao cấp với cái tiêu chuẩn kỹ thuật OEM, tức là dàn sản xuất theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật của dàn theo xe, với cái cấu tạo là được các lan đúc này được ép lại với nhau tạo thành khuôn bởi hai phần trên và phần dưới của cái dàn sưởi. Đây chính là cái ống để chúng ta hay còn gọi là da ống, da dẫn ra nước của dàn sưởi đấy ạ. Đó, và đây là mặt trước, mặt sau của sản phẩm anh em có thể nhìn thấy này. Cái với cái dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon này, cái thứ nhất là cái tép nhôm của nó rất là đồng đều, thứ hai là về cái chất nhôm của nó này, anh em nhìn này. Đó, khá là ok. Cái mã sản phẩm của nó thì nó sẽ là 97221 gạch ngang 1C000. Đây chính là cái vỏ hộp. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đựng trong một chiếc hộp như thế này. Đây, để tiện cho quá trình quay và giới thiệu tới anh em thì em đã bỏ ra ngoài để cho nó dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.